Hello em, chào mừng em đã trở lại với Shiro One, Shiro và Takin Mi. Rất vui vì được gặp nhau với những clip thì tụi mình đang có mặt tại Nam Sám Bờ. À, no, no, à, đúng rồi mà, đúng rồi mà. Thật ra thì mình đang ở Nam Sám Bờ Lay, nhưng mà có điều con ngạc này thì chơi bên Vinh. Tuy nhiên thì trong cái dịp vừa qua thì như anh em đã biết, dịp nó là từ rất là lâu rồi thì ạc Vinh cũng dời sang 568 chơi nha anh em. Cho nên hiện tại mình đang có mặt tại Nam Sám Bờ Lay, nhưng mà một con ngạc của Vinh Mi và là server, hình như là server 6 máy á. Thì đây là con ngạc, nếu mà anh em nào mà có thân quen với vua hải tặc thì có thể nhận biết ngay cái tên này, Minh HB87 nha anh em. Minh HB87 cũng là một thanh niên phải nói là có tiếng ở trong game vua hải tặc này. Có tiếng tại sao trong tiếng thì tiếng tiếng tăm xa xôi lừng lẫy thì mình không biết, nhưng mà nói chung là về bảng xếp hạng lực chiến thì thanh niên Minh HB này hiện tại đang nằm ở top top 9 nha anh em. Đây đó, lực chiến đã ở đây thì thống kê bữa là 66 triệu 8 này, server 67 dinh nha anh em, server 67 thì lực chiến ở bữa thống kê đây là 66 triệu 8, bây giờ là lên 67 triệu 9 rồi, gần gần được 70 gần được 68 triệu, gần 70 triệu rồi. Trong thời gian sớm nhất tụi mình nghĩ cũng là vấn đề thời gian thôi, sẽ lên 70 triệu thời gian sớm thôi. Rồi thì những anh em nào có biết Minh HB này thì xuống comment nhận hỏi hàng bà con các kiểu nha. Thì mình vừa mượn được con ngạc của ông này để vào mình test một vài con tướng cho anh em xem. Nói chung thì test một con thôi. Trong cái dịp update gần đây nhất thì vừa mới ra Rayleigh S2 với Râu Đen S2, nhưng mà mình chưa có dịp để test được. Nói chung thì mượn ngạc hơi khó khăn xíu, cho nên là thôi đành phải chờ đợi đến khi nào mượn được mới test thôi. Thì hôm nay vô tình thì mình đã mượn được con ngạc này của bạn Minh HB87. Thì mình đã xem, nay mình sẽ vào test cho bạn anh em xem con Rayleigh S2 nha. Ui anh Rayleigh có cái biểu tượng xu ra là gươm của vua vô danh bên liên minh mới ngầu chứ. Trong cái dịp này như là dịp update như là có thông báo bữa 1 tháng 4 thì phải. Ok, nãy giờ quay quên mở nhạc cho anh em nghe, bây giờ mở nhạc, nãy giờ quên mở anh em à. Giờ trong cái dịp update có thông báo 1 tháng 4 thì anh em lại tưởng cá tháng 4 ngày nó xạo, cho nên là cái biểu tượng này là xạo ai về đâu thiệt luôn anh em. Bởi vậy nhiều khi thật thật giả 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 thật thật chúng ta không thể nào mà phân biệt được. Thì Rayleigh S2 này là lên một dạng Sura nâng cấp của Rayleigh nha anh em. Sau khi lên S2 thì thanh niên Rayleigh này có ánh hào quang xung quanh, dưới chân thì như kiểu là các đốm sáng, các kiểu đà điểu, mình cũng không có thể nào miêu tả được hình dạng như thế nào nữa. Nhưng mà nhìn khá là giống tuyết trắng anh em à. Anh em có thấy là y chang tuyết trắng luôn. Có vẻ như là Rayleigh sau một thời gian uống rượu và cờ bạc thiếu nợ quá nhiều thì anh đã trốn nợ và chuyển sang một cái khu nào đó có vùng tuyết để ở anh em à. Chán thiệt. Rayleigh này thông thạo cả ba loại haki nhưng mà không chơi ăn gian anh em à. Đánh cờ bạc, chơi cờ bạc là chơi bằng bản năng, không dùng vào haki để thấy trước tương lai, chơi ăn gian thì cái kết là thua sấp mặt, thành con nợ của nhiều người, chán không muốn nói. Thì con ngạc của Minh H, con ngạc Minh HB87 này thì lực chiến là 67 triệu như đem thấy rồi đúng không? Về nhân vật chính thì dung chắc mình sẽ lướt sơ qua một chút để mình sau đổi hình nha cho anh em xem. Nhân vật chính là hiện tại ba dòng bên tam phòng này đang SR trừ nè anh em. Ma công SR trừ luôn. Bây giờ là nhân vật chính nó đánh bằng ma khí à. Ghê nha. Kỹ năng là địa ngục hư vô anh em à. Ui mưa rồi. Chỗ mình mưa rồi anh em à. Mưa rồi. Toang rồi. Đang quay clip mà mưa là toang rồi. Có cả Lord Revenger này anh em, nhưng mà không chơi luôn à, ghê vậy. Thanh niên Lord Revenger bị ra rìa rồi anh em. Ok, thì Rayleigh này hiện tại là tiệt chiêu đang là SR trừ này anh em. Tiệt chiêu là 1 triệu 6. Chính xác là 1 triệu 6 luôn anh em, kinh thiệt. Nhanh nhẹn là 922. Wow. chưa lên được con số 1000 nha anh em, nhưng mà như vậy là ghê rồi đấy, thật sự như vậy là quá kinh rồi đấy. Top 9 lực chiến của nói chung là mọi server liên server, top 9 liên server thì anh em hiểu ghê cỡ nào, nằm trong top 10 là chắc chắn cực kỳ kinh dị rồi anh em. Rác quỷ thức tỉnh là trái ỷ thiên cộng 5 rồi, trái ảo ảnh tên lửa cộng 10, trái lôi điểu cường quá, trái long hồn kết giới, rồi ok, chung toàn cái trái mà nó vượt ngoài tầm hiểu biết của mình anh em à. Mình đọc vào mình không hiểu gì cả. Ui, đây là bộ đồ rèn 160 liệt nhật ám trần mũ nhi gì phi phong liệt nhật, trời ơi, liệt nhật lưu quang áo với lại liệt nhật triều thánh vòng, trời ơi, cái tên đọc hắc não nha, không hiểu gì luôn ấy. Nhưng mà nói chung là cái bộ này thì có thể tóm tắt là bộ liệt nhật nha anh em, gọi là bộ liệt nhật
Đấy, nói chung là đưa vào chuột vào cái bộ nào thì cũng sẽ có một trận liệt nhật, chúng ta nhận biết được thôi. Còn bên đây là cái nhận 165 luôn nè. Này 160, như là có 5 tổng cộng là 5 món đúng không? 5 món, ấy 6 món luôn nhá, 6 món 160 với một món 165. Đấy, quá kinh. Báu vật thì ta đang mang full báu vật của ổng luôn, báu vật Rayleigh nha anh em. Đấy, dép mộc này, áo choàng, katana, rồi mắt kính, quần sọt với lại sơ mi. Sơ mi nữa chứ, áo sơ mi vãi thiệt. Rồi hình dạng nói chung là anh em thấy rồi đó, mình không có diễn tả nhiều làm gì, nói chung thì xung quanh có ánh hào quang các kiểu. Còn về skill thì không biết có thay đổi gì không đây. Mình sẽ đọc sơ lại một lần nữa về skill cho anh em xem nha, cho anh em nghe nha, có gì đặc biệt không. Đầu tiên là kỹ năng thường tên là Buso cú đá bóng tối. Thì kỹ năng này là đánh bằng nhẫn nha anh em, tạo vô số ảo ảnh bản thân do di chuyển với tốc độ cực nhanh, tấn công toàn bộ mục tiêu với sát thương lớn, thêm một đòn đánh bỏ qua haki phòng đối phương. Cuối cùng kẻ địch có nổ khí cao nhất bị một đòn đá haki bọc vũ trang cao cấp sát thương tăng 35 nổ khí và bảo hộ bản thân khỏi một số hiệu ứng bất lợi một lượt. Ok, như là ở đây là mình thấy có cái gì đó liên quan tới ninja tạo ảo ảnh các kiểu nên em phân thân ảo ảnh nhiều quá. Còn chiêu nộ là hao giga sword cường quá nhận luôn nha anh em. Tấn công toàn bộ mục tiêu một lượng sát thương cực lớn, thêm một lần sát thương toàn bộ mục tiêu với kiếm khí bộc phát bản thân bỏ qua haki phòng đối phương. Đối phương chắc chắn là bị giảm tam phòng, là giảm giáp về không nha anh em. Trong một lượt loại bỏ toàn bộ hiệu ứng bất lợi cho đồng đội, nổ khí cao nhất khiến hắn được bảo vệ bản thân khỏi một số hiệu ứng bất lợi. Bản thân là hồi 75 nổ và đồng đội thì được hồi 35 nổ khí. Wow, trong thì cũng có một gì đó gọi là hỗ trợ cho đồng đội. Rồi, ok. Liên thuyên về kỹ năng vậy là đủ rồi. Giờ chúng ta sẽ vào test nha. Trận hình thì chắc là mình sẽ mang đang mang trận hình chữ X đúng không? Thì lát mình nhớ mình mang lại. Thì chắc là úi. Đâu ra có sẵn cái trận hình này mang có một mình như vật chính và rally sẵn nha anh em. Y như là thấu hiểu được mình sẽ test luôn anh em. Thấu hiểu trước là mình sẽ test như thế này cho nên đặt sẵn cho mình luôn. Trời sướng thiệt. Quá sung sướng luôn anh em. Rồi, giờ mình trước tiên thì chắc là mình sẽ thử đi cái phó bản cao nhất hiện tại mà đang đi xem như thế nào. Rồi, như là phó bản huyền thoại chúng ta, phó bản nói chung là cái này như kiểu là bây giờ là về nước chơi game mà được về nước á anh em. Là phó bản 167 Jesus Buget nha anh em. Thanh niên này trong băng râu đen. Chú cha nhìn mặt bên ngoài ngáo vậy. Anh em nhìn mặt ngoài dễ thương không nè, như búp bê á mà bên trong hung bạo vãi. Rồi, đánh luôn nha. Xem thử coi đây một mình Rayleigh như một chính có win được hay không đây. Ôi giờ đánh hai người thì sẽ bị thua nha anh em, nhưng mà chủ yếu chúng ta test kỹ năng thôi. Cho nên là bây giờ mình sẽ đi bay cho anh em xem kỹ năng nha. Đầu tiên là kỹ năng thường, có tốc độ cao không? Ủa tốc độ bình thường mà ta. Ủa cái gì? Chiêu nổ luôn à? Như vậy là mới vô đã dùng ý thiên đồ long đao rồi anh em à, nhưng mà chúng ta phải xem chi tiết là như thế nào nha. Rồi, như vậy là sẽ chém như cũ thôi, không gì đặc biệt, sát thương toàn tem. Sau đó thì xoáy, có long hồn cho nên xoáy khá nhiều nha anh em. Đấy. Xoáy cho mấy thanh niên thở không nổi luôn. Ui. Mình nhìn máu rút các kiểu. Ui cái gì vậy? Sao thằng Buget này mạnh vậy? Chu choa cú đá thường kìa anh em. Cú đá thường xoáy hơi bị kinh. Ui vậy mà thua kìa. Xem xíu nữa là win rồi anh em. Trời ơi, thiếu một chút nữa. Hồi máu kìa. Hồi cực kỳ kinh luôn anh em à. Ui. Ủa vậy mà thua ta. Chắc là phải win chứ nhỉ. Không có xoáy luôn ta. Ui, na thanh niên này miễn dịch ghê vậy. Thôi thua rồi anh em, bó tay. Mình không tin là thua luôn anh em. Ui, máu rút kìa. Thằng Buget này lượng máu của nó là 1, 2, 3, 4, 5, 6, như là 400 triệu. Rồi, 400 triệu máu anh em à. Thôi được rồi, mình sẽ đi chỗ khác mình test nha anh em. Chỗ này có vẻ không phù hợp lắm. Kiếm chỗ khác. Rồi, đánh cho thanh niên này đi. Thanh niên này là Spartan nha anh em. Ui, cái thiên phú nè. Vật công ở đất trừ anh em ơi. Hơi bị kinh đấy. Này, chúng ta cùng xem. Đầu tiên là mới vô thanh niên được dùng skill nọ luôn nha anh em. Mới vô là ông Rayleigh được dùng skill nọ luôn. Dùng ý thiên đồ long kiếm. Chò chò chò. Chém. Trời. Thôi không được anh em, các bạn này thì yếu quá. Các bạn này thì là yếu quá anh em à. Cho nên thôi mình phải bay lên lại các bạn nãy thôi. Ủa đâu đây? Tăng lên là chỗ này hả ta? Mình cứ bị nhầm lẫn ở chỗ này anh em. Cho nên cái mũi tên ấy tăng lên với giảm xuống mình cứ bị nhầm lẫn sao ấy.
Rồi nãy mày đánh thằng bu ghét thì bị thua rồi, cho nên thôi chắc là mình sẽ chọn một thằng khác, thằng này đi ha. Này anh thử luôn. Nói chung là chiêu nọ thì vẫn y chang như Rally cũ hay sao anh em ơi, vẫn là y thiên đồ long kiếm này, sau đó là xoáy. Rồi, xoáy rất nhiều nha anh em, tại vì có long hồn cho nên xoáy khá là ghê. Có cái hiệu ứng gì đây nè, điệp nhân nha anh em, hiệu ứng điệp nhân, trái tim tan vỡ. Mình thấy trái tim bị rạn nứt và bị tan vỡ. Rồi có cái này là cái gì đây, con nhện gì đây, nhện nhện hả? Cú đá thì cú đá mình thấy cũng bình thường thôi, có gì đâu. Vậy mà kêu di chuyển tốc độ cao rồi đối phương chói mắt gì đây, các kiểu. Có vẻ là bằng sự hắc não. Nghe rõ ràng là tạo ra vô số ảo ảnh đồ, mà cuối cùng lại là giờ mình thử đánh lại bu ghét coi win không nha anh em, mình phải trả thù mới được. Ok. How Giga Sword. Wow, đam thì không bao nhiêu anh em à, nhưng mà cái xoáy mới ghê kìa, cái xoáy nó rút máu kinh thiệt chứ. Còn cái ỷ thiên đồ long kiếm chém ra chả được nhiều máu á. Thằng bu ghét này đấm ngay nhân vật chính bốc hơi luôn kìa anh em à. Mình cũng không hiểu tại sao nó lại ghê vậy nữa. Ok. Nó chết luôn rồi kìa. Úi, thanh niên tự đánh bồ nhà kìa. Rồi ok, như vậy là mình nhận định là về hình ảnh thì kỹ năng thường và kỹ năng nổ thì không có gì đặc biệt nha anh em. Thực sự là không có gì đặc biệt luôn. Cái đặc biệt ở đây là thêm hiệu ứng gì trái tim tan vỡ nè, với lại thay đổi một chút về hình dạng. Đấy, anh em có thể thấy hình dạng như thế này. Cực kỳ ghê luôn. Chù cho hà đấm kìa. Đấm vỡ mồm luôn anh em à. Toang thiệt chứ. Ok, thôi bó tay rồi. Không thể nào win được. Bỏ tay nha anh em, nói chung là thằng Buget nó mạnh quá, đi hai người thì không được. Chẳng qua là mình đang test ông Rayleigh thôi, mình phải nhịn nhục như thế này anh em. Chứ thằng Buget này thực sự mình mang thêm một người vô chắc là thằng Buget bay màu luôn á. Bố láo thật, mày nhớ mặt mày nha. Thằng Buget nha, mày nhớ mặt tao á. Rồi rồi, coi như là mình thua nó anh em, không sao, cứ kệ đi, không quan tâm với nó làm gì. Giờ mình sẽ sử dụng lại trận hình cơ bản của mình nè, đi đấu trường cho anh em xem nha. Đấu trường thì hiện tại mình đang top 1 mất tiêu rồi, cho nên giờ kiếm top 2 để đánh cho vui ha. Ui, thanh niên này tên là Sky King anh em à. Sky King. Cấp 190, hiện tại thì trong game thì cấp 190 là max rồi hả ta? Như vậy là chưa update tới cấp 200 nha anh em. Cấp 190 thôi. Lực chiến là 25 triệu. 25 triệu so với đặt này thì 6-7 triệu thì hơi cách biệt hơi xa, cho nên mình nghĩ là mình thắng thì cũng dễ dàng á. Giờ mình sẽ vào đánh thử nha. Đây là top 3 nha anh em. Ủa gì đấy? À, thanh niên đánh hết hết lượt đấu trường luôn rồi, ghê thiệt. Trong đây cũng hết luôn quá. Trong đây là khiêu chiến còn 2 lần nè anh em. Ui. Giờ mình sẽ đánh thử với thanh niên nào đây ta? Hình như trong đây thằng là đại ca đại bàng không anh em ơi. Ba quy lục tốn, Not Mary, MD Luffy, Muad chiến thần Logan. Trong đây có bảng xếp hạng nè. Thì thanh niên Logan này là top 9 nè anh em. Logan top 9 nè. Ba gia top 10, mà hiện tại thì mình đang ở hạng 20. Trời ơi. Đánh đại một người nào đi ha, đánh một thanh niên ba quy lục tốn này xem sao. Không biết là có win hay không nhưng mà cứ đánh thử đi chứ giờ cũng không không có xem được lực chiến. Ok. Ỷ thiên đồ long kiếm. Chu cho ha, ghê vậy. Ồ, anh em đừng nhìn vậy mà tưởng win nha, chưa chắc đâu, hồi sinh các kiểu nữa đấy. Đấy, thấy chưa? Đấy, thấy chưa? Ui, ui. Ok, trận này mình nghĩ là mình win rồi đó. Chưa gì mình thấy khả năng mình win khá cao rồi nha anh em. Chu cho ngon. Tem này có cả Sabo và Iso với lại Min Gold nữa anh em. Trời ơi, tem quá mạnh luôn á. Mà mình thấy bây giờ không còn búp nọ nữa ha. Búp nọ bây giờ như là không còn giá trị ở đây luôn rồi anh em ơi, toàn là tấn công thôi. Búp nọ như giờ là nói chung là mấy con tướng bây giờ chiêu nọ nó đánh nọ xong nó tự búp nọ cho tem luôn. Cho nên là không cần búp nọ, không cần đồng đội hỗ trợ búp nọ luôn. Ghê thiệt chứ. Quá kinh luôn. Ủa thằng Minh Gâu nãy giờ mình thấy như nó không được hành động hay sao vậy? Mình thấy nãy giờ nó cứ đứng yên một chỗ này, không làm gì luôn ấy. Bị khống chế gì sao? Win rồi nè anh em. Win mà không hiểu tại sao win luôn. Thì em bây giờ cứ vào đánh cho đánh là win thôi anh em. Thấy nó hơi nhàm chán, thật sự là hơi nhàm chán luôn em. Nó phụ thuộc vào sức mạnh quá. Bây giờ không có còn theo kiểu chiến thuật vui vui như hồi xưa nữa. Hơi buồn một chút nhưng mà thôi, kệ đi, không nên quan tâm nhiều anh em à. Đang định nói gì anh em quên ta? À, dành cho những anh em nào chưa biết thì
Ông Rayleigh này là hồi xưa là trong băng của Roger thì điều đó chắc chắn là anh em biết rồi, nhưng mà mình bổ sung thêm vài điều nữa là trong băng Roger hình như là có rất là nhiều thành viên nha anh em, và có hai người mình nghĩ không biết có anh em nào biết chưa, nhưng mà mình nghĩ điều này có khá là nhiều anh em chưa biết nè. Đó là trong băng của Roger thì có hai người này là hai người cha của hai thanh niên của thế hệ hiện tại. Thì bây giờ mình sẽ nhập cho anh em xem nha. Cabone Borghe nè, người này thì chắc là anh em biết rồi đúng không, đây là thanh niên kiểu mafia đúng không đấy, thì cha của Cabone Borghe nha anh em, là hồi xưa là trong băng Roger đấy, điều này anh em biết chưa, mình nghĩ chắc là cũng khá nhiều anh em biết nhưng mà cũng rất là nhiều anh em chưa biết là cha của thanh niên này nha anh em, cha của thanh niên này chứ mà thanh niên này nha anh em đừng nghe nhầm nha. Cha của thanh niên này là trong băng Roger rồi, cha của một người nữa là đây thanh niên Cavendish. Đây, thanh niên này chắc anh em cũng biết đúng không? Thanh niên này cũng xuất hiện ở chỗ map Resora giúp đỡ Luffy hay các kiểu nè. Đấy, thanh niên này kiểu như là có một con người lương thiện và một con người độc ác này. Đấy, thì cha của thanh niên này, cha của Cavendish nha anh em, là hồi xưa cũng trong băng của Roger. Đấy, nghe chưa? Đấy, đó là một số thông tin bổ sung thêm cho anh em. Chung thì cái này cũng lâu rồi, nghĩ ra cũng khá nhiều bạn biết nhưng mà cũng khá nhiều bạn không biết. Thành ra mình bổ sung thêm cho anh em để anh em biết thêm, có gì ví dụ có ai hỏi thì còn biết trả lời. Ok, đó là thông tin chính xác cho anh em, thông tin vô cùng chính xác nha, không có sai đâu mà anh em lo. Này, ok, thôi được rồi. Test vậy cũng đủ rồi anh em. Chủ yếu là xem có gì đặc biệt không thôi. Chứ thật ra thì mình cũng đã biết trước là sẽ không có gì đặc biệt rồi. Cảm ơn bạn chủ admin HP87 này đã cho mình mượn con nick để mình test nha. Cảm ơn bạn một lần nữa rất là nhiều. Và cũng như là cảm ơn em đã theo dõi clip của mình. Nhớ like video, subscribe để kênh để ủng hộ cho mình nha. Mưa to rồi, đúng lúc mình kết thúc clip mưa to luôn. Rồi, bye bye anh em. Chúc anh em một ngày vui vẻ và mọi thứ đều tuyệt vời. Bye bye.